đi Phú Quý bạn cần phải về Phan Thiết để đi bằng xe đò, tàu hỏa hoặc xe máy đều được. Và sau khi về Phan Thiết bạn có rất là nhiều cách để đi đảo Phú Quý. Bạn có thể bơi ra đảo Phú Quý, bạn có thể đi tàu người dân ra đảo Phú Quý. Tuy nhiên theo mình bạn nên đi tàu Super Dawn ha. Ta đi vào Phú Quý vừa nhanh và vừa tiện lợi nên đặt vé online bằng cách vào website online.superdawn.com.vn. Tàu Superdawn chạy từ Phan Thiết ra Phú Quý tầm khoảng 2 tới 2 tiếng rưỡi, và sau khi ra tới đảo Phú Quý bạn có thể ở khách sạn Hưng Phát. Và từ khách sạn Hưng Phát bạn có thể đi những cái địa điểm sau. Điểm thứ nhất đó là vịnh Triều Dương, địa điểm thứ hai đó là cột cờ, và kế bên cột cờ nó sẽ có một cái bãi đất trống rất là đẹp, bạn nên check in ở đó. Địa điểm thứ ba đó chính là mộ thầy, địa điểm thứ tư đó là núi Cao Cát, và địa điểm thứ năm đó là phong điện Phú Quý, và địa điểm thứ sáu cũng là địa điểm cuối cùng đó là hải đăng Phú Quý. Ok, sau đây là chi tiết hình ảnh mà mình đã quay được ở hòn đảo Phú Quý, và mình hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong chuyến đi sắp tới. Và nhớ đừng quên nhấn like và subscribe, và bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn xem thôi. Hey, đây đằng sau mình, cái này gọi là vịnh Triều Dương các bạn. Thì ở đây nếu như mà các bạn, mình nghĩ ở Phú Quý mà các bạn muốn tắm biển á, thì đây là một cái nơi các bạn có thể tắm biển khá là thoải mái. Tại vì có những cái bờ cát nó khá dài và nó thoải ra, thì các bạn tắm biển và nước ở đây nó cũng cạn, nó không có quá sâu và biển nó khá êm ha. Thì ở đây thì người ta đang làm bờ kè, và bên kia cũng đang có một số cái hạng mục đang xây dựng. Thì từ trung tâm chạy ra đây tầm khoảng một cây mấy thôi, chạy một xíu là tới thôi. Đây sẽ cho các bạn coi nguyên cái vịnh nha. Đằng sau bạn thấy này, đây là nguyên cái bờ kè đang xây, mà mình đang không biết là bên kia là cái đảo gì. Bên kia có một cái đảo, mà không biết là có đi qua được hay không. Để xíu nữa về hỏi Ken thủ địa xem có qua được bên kia không. Nắng này mà đi biển thì hết sảy, mà chụp biển nó cũng hết sảy luôn. Đây, để cho mình, các bạn coi cái nước. Mình sẽ đi tới cái mỏm đây, nó có một cái mỏm nhô ra này. Mình sẽ đi qua đó là xem bên đó là tắm được hay không. Tắm thì đương nhiên được rồi, nhưng mà tắm có đại hay không. Ok, bây giờ là tắm thôi. Yeah. Sau khi mà xuống biển xong và bơi một vòng thì mình xác định là chỗ này cái bãi mà bơi đẹp nhất của Phú Quý. Ra đằng xa kia, nhưng mà nước nó ngang đây à, tức là nó rất là lài và nó không có những cái chỗ sâu á, thì các bạn có thể bơi được. Và những cái người mà không biết bơi thì cũng có thể là nằm xuống với biển này kia thì rất là mát nha. Đằng sau này là có một cái bãi cát nó nhô lên này, mình sẽ ra ngoài này mình bơi.
xíu và tắm vào đây. Wow. Ok, ở Phú Quý thì có một món mà mình các bạn cũng nên thử, đó là nước dừa. Dừa Phú Quý rất là ngon nha, nó ngọt, không biết là tùy thuộc vào mùa nữa sao á. Thì cái mùa này mình uống qua giờ chắc phải 5 trái dừa rồi đó, mà uống ngoài này. Đây. Một là các bạn có thể để cho người ta bỏ trong nguyên trái các bạn uống, hoặc là người ta có thể lấy ra thì người ta sẽ lấy cơm luôn cho bạn. Đây, nó có một cái bãi đất trống này, có nguyên một cái bãi đất trống và dưới này nữa. Dưới này thì nó cũng có một cái bãi đất trống này, thì đây là một nơi cắm trại tốt. Để ban đêm thì mọi người thì ai thích cắm trại thì có thể ra đây để cắm trại và ngủ qua đêm ở đây. À, bây giờ mình sẽ đi tham quan ở xung quanh này xem nó có cái gì. Ok, đây. Trước này là đây ha, đó nguyên một cái bãi dài xuống vậy luôn. Thì đó, nó trải dài từ đây bắt xuống đây. Thanh niên ở đây không có một cái sọt rác nào, thanh niên mà đi biển mà vứt rác như vậy là tội ác đấy nha. Chắc mình sẽ gom lại rồi, mình sẽ gom cái rác này lại, xong mình sẽ chắc là phải mang về nhà thôi các bạn ạ. Chứ tại vì không có đồ bỏ rác này, phải gom lại. Nhưng mà mình nghĩ là tắm vòng đây là được. Tại vì nó không quá cạn mà nó cũng đủ độ sâu ấy. Tại vì nếu như mà các bạn tắm biển mà ở chỗ nào mà nhiều đá quá thì mà nó cạn quá thì là không có bơi được. Nhưng nó không như là cát mà tắm được. Đi lên cột cờ xem. Đây. Chắc là đông chỗ cột cờ này như là cái viewpoint nữa. Tại vì trên cao thì các bạn có thể nhìn xa, có ghế đá các kiểu để các bạn ngồi ngắm ha.
là mình vừa đứng xong. Mình qua này xuống. Rồi chụp hình nhất. Rồi. Tanh tanh tanh. Thì ở đây các bạn có thể ồ chỗ này có cái bãi đẹp này. Bãi này này. Có một cái bãi ở đây khá là đẹp. Đây dưới này có một cái bãi. Wow, nước trong quá. Nước trong veo luôn. Chắc là phải tìm đường xuống cái bãi dưới này coi thử. Nước trong veo các bạn. Đây. Nó một cái con đường mòn đây xuống. Xuống. Đó thì nó sẽ xuống ở dưới cái bãi này. Và chắc chắn mình sẽ tắm ở cái bãi này một xíu để rồi mình mới đi. Đẹp lắm. Next day. Hey. Đây là cái cột cờ mà hôm qua mình có đi thì mà mình dưới cái cột cờ đó thì có một cái bãi ở đây. Ha. À, không biết bạn có thấy không? Đó có cái bãi ở đây. Hôm qua mình đi nhưng mà mình không có xuống cái bãi đó được thì hôm nay mình quay lại và mình quyết định là xuống cái bãi đó để tắm. Wow. Thì cái bãi biển này thì nó là khá nhỏ thôi. Ha, để mình quay hướng này cho các bạn coi. Đó cái bãi ở đằng kia kìa. Nó nhỏ nhưng mà sóng lớn và mình nghĩ nó có sâu hơn những cái bãi bình thường. Tại vì nhìn ở trên cao nhìn xuống thì nhìn trong, tại vì nước nó trong nên là nhìn thấy cả cát với lại dưới đáy luôn. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ sâu hơn. Tại vì sóng nó đang đến rất lớn chứ không phải là như những cái bãi kia sóng nó gợn lan tăn. Thì để đi xuống cái bãi này thì có một con đường kế bên cái quán luôn, có một con đường. Các bạn đừng có chạy vào trong cái cột cờ. Thì có một con đường đi xuống thì các bạn đi xuống bình thường thôi. Hiện tại thì không có một người nào đang tắm dưới này và mình sẽ xuống đó tắm một xíu, bơi một xíu và quay xung quanh cho các bạn coi. Đây, này, nhìn hướng kia là cột cờ kìa. Đó, cột cờ đây. Đấy, cột cờ. Wow. Đó, đằng sau mình thì một cái bãi nhỏ như vậy. Mình tưởng là không có tắm nhưng mà thực ra bây giờ mình có người tắm thì chắc là chị dân địa phương đi người ta tới tắm thôi các bạn. Đó, nguyên một cái bãi như vậy. Mà sóng ở chỗ kia thì mình có một cái gọi là cái hũng sâu á. Nên là sóng đánh ở vô đó rất là lớn. Ôi, đông thế. Tức không có ai mà đông không ngờ. Đây, nguyên một cái bãi này. Thì bây giờ mình xuống dưới coi kiểm tra cái độ sâu của cái nước là như thế nào rồi mình sẽ quay cho bạn coi nha. Xác định luôn cái bãi này rất là sâu nha. Các bạn coi sóng nó lớn không? Sóng nó rất là lớn và ở dưới kia nó có một cái họng sâu, tức là bình thường đi lại ra thì có một cái họng như vậy thì nó tạo lên một con sóng và sóng ở đây rất là lớn. Nên là các bạn, nếu như mà những bạn nào mà bơi chưa cứng á thì không có nên là bơi chỗ này, tại vì dễ bị sặc nước với lại cuốn ra bên ngoài á, tại vì sóng lớn và sâu nữa. Thì là đại môn thầy. Cái này là chùa thầy á, là sao? Đại môn thầy hả? Mộ thầy à? Là nó kiểu như là thờ cúng mấy người đi biển này kia rồi ta tới đây. À, giống như dinh thầy thím ở trên đây. Là mộ thầy đi đằng lui sau kia là cái mỏm đó có tên gì không? Cái mỏm sau kia là tên gì không? Mình đi lui sau kia. Mũi đôi à? Mũi roi thầy. Mũi roi à? Mũi voi đúng không? Roi. À, mũi roi. Từ mộ thầy thì đi lui sẽ có cái mũi roi. Có xem mình xem nào ta, xem nào. Đây, mình đang ở mộ thầy thì đây là cái con dốc mà đi ra ngoài này. Là hướng bên này là sẽ có một cái, như là một cái view khá đẹp để nhìn ra hướng biển ha.
Mình vừa đi quay một số cảnh về Gâu Rồ, xíu nữa mình sẽ úp cái cảnh Gâu Rồ này cho bạn coi. Thì những bạn nhìn đằng sau kia, biết ở đây nhìn thấy không bà? Đâu? À đúng rồi, đó đằng sau này, chỗ này này, nó sẽ có một cái giống như là cái hồ bơi nhân tạo ở cái chỗ này là hồi xưa mà người ta xây để nuôi cá, thì bây giờ người ta lại bỏ hoang, nên là buổi chiều thì tụi con nít nó vẫn ra đây bơi, và tự nhiên nó thành một cái hồ bơi ha. Wow, sóng đánh cao kìa. Từ trung tâm của Phú Quý á, mà đi ra cái mộ thầy này tầm khoảng gần 3 cây. Nói chung là đường chạy ở đây rất là dễ đi, thì các bạn có thể chạy ra đây và chụp hình, rồi nếu như mà có thời gian thì có thể xuống đây tắm ha. Tại vì bây giờ mình đang ra buổi trưa nên là không có tắm được. Nè, nước trong veo à, nước ở đây nó trong veo và nó trong, và nó xây xung quanh thành một kè như vậy á, nên là không sợ bị sóng đánh vào mà cuốn ra bên xa, nên có thể tắm được. Đây để mình cho các bạn lên hướng bên này để coi ra cái view. Mà sau khi mà đi vào mộ thầy thì đi thẳng ra đây. Thì mộ thầy là một cái nơi mà để thờ cúng, để dành cho những người mà đi biển đó các bạn. Đây thì có những cái vách đá này, vách đá rất là đẹp ở đây à, có thể chụp hình các kiểu này kia. Nước ở biển, nước biển ở đây rất là trong nha các bạn. Buổi chiều thì vẫn có người dân địa phương người ta tắm ở đây. Đây này, cái biển rất là trong veo đó. Xong để mình lên trên này cho các bạn coi. Đây này, đây là có một con dốc đi ra này. Đây, dưới kia là có một cái đỉnh, thì có một bạn đang chụp hình ở đó. Đó, chỗ này là giống như là đá mà đá núi lửa. Wow, đẹp quá. Cho mình sẽ đi bộ ra ngoài kia để xem nó như thế nào nha. Khu vực này nè, nó có một cái đoạn đi ngang qua như vậy. Đó, view ha. Đây, nguyên một cái view ở chỗ này. Nhìn ra xa bên kia thì lại có một cái hòn nhỏ nhỏ ha. Biển thì ở đây rất là trong luôn. Thì chỗ này các bạn có thể là lên chụp hình này kia các kiểu, và buổi chiều thì nếu như mà các bạn muốn tắm thì có thể ra đây tắm cũng được này. Nước ở đây trong nhưng mà đá nó hơi nhiều nên là tắm có thể là bơi nó không được nhiều ha. Ở trên này thì view xuống kia là đây, cái hồ mà vô tình trở thành cái hồ bơi tuyệt đẹp ở chỗ này đây. Wow, xung quanh này là toàn là đá núi lửa không các bạn. Con lên trên cái núi cao cát. Dạ dạ, con đi lên đó. Dạ con đi nha cô. Biết đường đi không? Dạ biết. Mình vừa đi quay một số cái cảnh đây là núi cao cát ha. Sau này là có nguyên một cái, theo mình biết thì hình như là đây là đá núi lửa, và nguyên một cái miếng đá to đằng sau này này đó, thì nó tạo ra một con núi. Ở trên kia là có một cái ở trên phía trên này là có một cái đỉnh núi nữa, mà ở đó thì có một cái tượng Quan Âm và rất là nhiều những cục đá về núi lửa to. Thì ở đây thì các bạn có thể view ra được những cái khu dân cư ở đây và cả một bãi biển đây, để mình cho các bạn coi ha. Đó, đằng này là phía xa kia là chính là phong điện ha. Xung quanh đây là dân đó, biển này. Thì chỗ này á, buổi chiều các bạn có thể ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Hoàng hôn nó sẽ lặn ở phía phong điện kia, và mặt trời nó lặn ngay chỗ hai cái máy, cái gọi là cái đó gì gọi là cái quạt quay gió để tạo ra điện đó, rất là đẹp ha. Buổi chiều các bạn có thể lên đây đem thêm vài lon bia với lại ngồi đây, ngồi nguyên đây, mình lên các bạn coi ở trên này. Ngồi ở đây, trên này có một cái mỏm đá to ha, các bạn có thể ngồi ở cái chỗ này, ở cái vọng đó này, và nhìn ra hoàng hôn ở phía kia rất là đẹp ha. Ở đây để mình cho này, xa xa kia là có một cái đỉnh núi nữa.
thì ở đó là có tượng Quan Âm. Thì xíu mình sẽ lên nó một xíu. Ở hiện tại đang buổi trưa rất là nắng, tầm khoảng 12 giờ trời đang rất là nắng ha. Thì để đường đi lên đây thì khá khó nhé. Nó có một con đường này, cái dốc này này, nó khá khó. Thì bạn sợ trên bản đồ là núi cao cát thì nó sẽ chỉ cho bạn chính xác là cái chỗ nào đi tới đây luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ đi lên ở trên cái đỉnh núi kia một xíu và mình quay cho các bạn coi trên đó view xuống sẽ như thế nào. Let's go. Hey, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này, có cái mỏm này. Đó, sẽ đi ra cái mỏm này. Cái mỏm này là nhìn xuống. Ở bên kia là cái vách như lúc nãy là mình quay. Bây giờ mình ra mỏm này để xem cái view nó như thế nào nha. Mỏm này thì mình nghĩ là view nó cũng tương tự bên kia thôi, nhưng mà chỗ này mình thực hiện nó sẽ lên thì nó sẽ ảo diệu hơn. Đó. Đây. Đó, dưới kia là cái view ha. Thấy rõ nguyên vết đá đây. Như này mình. Đây là cái đường để lên cái ngọn hải đăng Đốc Bát các bạn. Thì ngoài kia nó đi vào đây. Các bạn mà vào tới cái chùa thì bạn có thể bỏ xe ở chùa, sau đó đi vô một đoạn thì sẽ có một cái đoạn đường này để đi lên. Đây. Bây giờ mình sẽ đi lên ngọn hải đăng này. Nghe đâu đó là tầm khoảng 120 cái tầm cấp này. Đó. Đây, cái đoạn đường tụi mình đi cũng sắp tới rồi. Đoạn đường nó đi lên là như vậy này. Cây cối hai bên xung quanh nó, đó, hai bên xung quanh rất là um tùm nha. Ở giữa có một lối mòn đi. Nên là mình nghĩ đi 120 hay là 180 bậc gì đó sẽ ra không có mệt đâu. Đem thêm chai nước nữa là mình nghĩ là đi vô tư ha. Cứ lên, chắc là đoạn này chắc cũng gần hơn nửa đường rồi đó. Thì mình sẽ lên trên đó và mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Wow, đường đi rất là mát luôn. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Và nãy là đi có cái ngã ba thì nếu như bạn gặp cái ngã ba đó thì đi bên tay phải thì nó sẽ lên mình hãy đăng, mà nếu như đi bên tay trái là lên Đốc Bát. Đốc Bát là cái gì thì mình cũng không có rõ, xíu nữa mình sẽ xuống nhưng mình quay cho các bạn coi. Thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh cái ngọn hải đăng này, chụp vài tấm hình và quay một số video cho các bạn coi nha. Cho gì là thấy là hình như là chỗ này là cao nhất của Phú Quý rồi á. Đi nhìn xung quanh kia là nhìn hết hòn đảo này. Đây có xe máy này. Mình không hiểu sao mà người ta có thể chạy xe máy lên đường nào. Ôi, hai bạn chó. Hello chó. Mày khá thân thiện này. Hello. Một con chó cái thì nó hơi dữ một xíu. Còn bạn là chó được thì như hiền. Không biết mình đi xung quanh này có được không nữa. Nhìn ghê quá. Đây là mình quay cho các bạn coi nha. Đây là toàn bộ cảnh mà từ hải đăng ha. Wow. Ủa sao xe máy nó chạy lên được ta. Đi vô lên đây là lên. Dạ. Dạ, dạ. Đây là đường đi lên cái ngọn hải đăng. À.
Sẽ ra nha. Đây là một cái tức là có nhiều tầng á, thì đây là tầng ở dưới này, xíu nữa mình sẽ lên ở trên kia cao nữa. Cái ngọn đã đăng này phê quá các bạn ơi, mát và nhìn được trên cao này, chắc chắn là cái chỗ này là cao nhất Phú Quý rồi.
các bạn này để tham quan xong thì mở cửa ra thì nhớ đóng cửa lại. Một cái đuốc bên kia là bây giờ còn cái biểu tượng thôi chú. Còn mà. À, nó bên đó là đâu có đèn sáng gì đâu đúng không chú? Không. À, hồi xưa bên đó là ai đăng à? Không. Ủa là cái đó là cái gì? Hồi xưa đuốc, là cái gì? Đuốc bát thôi mà. Đuốc bát. Đi ngõ xuống đi ngõ rẻ đi. À. Là đuốc bát mà hồi xưa là đốt đuốc cái đó hay là sao? Đuốc bát là đuốc. Dạ. Là di tích hồi xưa. Chỗ này có mấy cái bàn với lại mấy cái bàn á, mát mẻ lắm và nhìn view hết xung quanh, tức là ngồi đây em, nhưng mà ngồi theo hướng này là nếu các bạn ngồi uống nước thì bạn có thể nhìn ra hướng này đó. Sao mình wow, rất là mát và đẹp luôn. Chỗ này mình xác nhận luôn là nãy hỏi với chú kia rồi thì đây là điểm cao nhất của Phú Quý rồi. Wow, đằng sau này mát. Đây này có mấy cái bàn này, cái bàn ở dưới, cái bàn dưới mấy cái gốc bàn này mát mẻ. Các bạn nhìn đằng sau nguyên một con đường này cây không à, nên là đi xuống ở đây rất là mát nha. Này giống như là bạn đang đi luồn ở dưới cái tán rừng vậy đó, một cái con đường nằm ở dưới cái rừng vậy này. Tại vì khi mà mình lên trên hải đăng á, mình nhìn xuống thì không thấy cái con đường này, tức là cây nó đã phủ cả cái con đường này rồi nên nó đi rất là mát. Wow. Yeah, xuống thôi. Bye bye. Bye bye, bye bye. Đây chính là cái ngã ba mà lúc nãy à, mình nói nếu như các bạn đi lên cái con đường đi lên á mà rẽ bên trái, tức là đi lên Đuốc Bác, và nếu như mà các bạn rẽ bên tay phải thì sẽ đi lên Hải Đăng. Thì mình sẽ không đi Đuốc Bác nữa, tại vì lúc nãy mà mình ở trên Hải Đăng thì mình đã nhìn thấy ngọn đuốc đó rồi, thì đó là như là một cái biểu tượng thôi. Mình có hỏi cái chú mà kênh ngọn Hải Đăng đó thì nó lịch sử, cái cột mốc lịch sử hoặc là di tích như nào thì chú lại không biết. Và ở đây nó có một cái bảng mà người ta cũng không ghi được cái di tích lên đó, thì có thể là xưa giờ người ta không có làm du lịch nên là đó là chỉ cái biểu tượng dành cho trên hòn đảo thôi, nên là người ta không có giải thích rõ về cái di tích đó. Đây là chùa Linh Bộng các bạn, thì nếu như mà các bạn muốn đi Hải Đăng á thì ở trên kia là Hải Đăng kìa, đó trên kia là Hải Đăng ha. Đây là chùa Linh Bộng, thì các bạn muốn đi Hải Đăng thì các bạn có thể gửi xe ở chùa Linh Bộng này, hoặc là chạy vô trong tuốt trong kia một đoạn thì các bạn gửi xe ở trong kia. Thì lúc này là mình gửi xe ở chùa Linh Bộng này xong mình đi bộ về. Cảm ơn bạn đã xem cái vlog Phú Quý của mình, và bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào về hòn đảo này thì hãy nhớ comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn. Và nhớ đừng quên nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông ở bên cạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.